chào tất cả các bé. Cô xin được giới thiệu, cô tên là Phương, giáo viên trường mầm non xã Sáng Trại. Hiện nay cô trò mình đang phải nghỉ học trong một thời gian khá là dài rồi đấy. Ở nhà các bé có nhớ trường lớp, nhớ cô giáo và nhớ các bạn không? Cô thì rất là nhớ chúng mình rồi đấy. Thấu hiểu được mong muốn, được vui chơi, được khám phá và tìm hiểu những điều mới lạ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm những trò chơi dân gian từ những vật liệu đơn giản như lá cây nhé. Nói đến lá cây, chúng mình có đoán được hôm nay cô sẽ mang cho chúng mình một trò chơi gì không? À, vậy chúng mình cùng chú ý lắng nghe và quan sát xem cô có gì nhé. Nghe ọ. Xin chào các bạn, tôi là một chú trâu. Tôi xin được giới thiệu gia đình tôi cùng có trâu bố này, trâu mẹ này và tôi là một chú trâu con. Gia đình tôi đều được làm từ những chiếc lá cây đấy. Chúng mình có thấy chúng tôi ngộ nghĩnh và đáng yêu không nào? Chúng mình thấy đấy, từ những chiếc lá cây đơn giản, cô đã làm ra được những chú trâu rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Bây giờ chúng mình cùng quan sát cô hướng dẫn làm những chú trâu ngộ nghĩnh và đáng yêu như thế này nhé. Để làm được một chú trâu ngộ nghĩnh và đáng yêu, trước hết cô cần những nguyên vật liệu như sau. Đầu tiên, cô đã vào trong vườn nhà cô và lượm được những chiếc lá cây đấy. Chúng mình cùng quan sát này, cô có những chiếc lá cây màu xanh, màu vàng và màu nâu. Những chiếc lá cây này đều được cô giáo lấy từ trong vườn nhà của cô đấy. Thứ hai, cô cần những sợi dây. Cô tin chắc rằng trong nhà của chúng mình, bạn nào cũng có những sợi dây này phải không? Thứ ba, cô cần một chiếc kéo. Và cuối cùng, cô cần một chiếc bút để tô phần ngộ nghĩnh cho những chú trâu. Đầu tiên, để làm được một chú trâu, cô cần một chiếc lá. Chúng mình cùng quan sát cô làm nhé. Tay trái cô cầm chiếc lá, tay phải cô cầm chiếc kéo. Để tạo ra được một chú trâu, đầu tiên chúng mình cần phải tạo sừng cho chú trâu nhé. Chúng mình chú ý cô này, cô dùng kéo cắt chiếc sừng đầu tiên của chú trâu. Cô dùng kéo cắt từ mép ngoài này, cắt theo một đường cong đến mép đường sống của chiếc lá. Cô dừng lại và cô tạo chiếc sừng thứ hai bằng cách cắt tương tự như chiếc sừng đầu tiên. Cô cắt từ mép lá theo một đường cong tới đường gân của sống lá. À, cô đã tạo được đôi sừng của chú trâu rồi. Bước tiếp theo, cô sẽ tạo mình của chú trâu. Cô tạo mình của chú trâu bằng cách cô uốn hai mép lá dưới xuống tròn này. Sau đó, cô sẽ dùng một sợi dây để buộc mình của chú trâu lại. Chúng mình cùng quan sát nhé. Khi buộc mình của chú trâu, chúng mình sẽ quấn thành nhiều vòng, buộc để cho mình chú trâu chắc chắn và không bị tuột ra nào. Chúng mình buộc lại nào. Đối với những bạn nhỏ mà chúng mình chưa dùng được kéo, thì các bạn có thể nhờ bố mẹ, ông bà hoặc anh chị cắt cho nhé. Sau đó, đối với phần dây thừa, cô sẽ dùng kéo cắt đi. À, cô đã được phần mình của chú trâu rồi. Vậy, để cho đầu của chú trâu được lắc lư, cô sẽ dùng sợi dây để buộc đầu cuống lá lại nhé. Đối với cuống lá hơi dài, chúng mình có thể cắt bớt đi nào. Sau đó, cô dùng sợi dây để buộc đầu của chú trâu lại. Chúng mình sẽ buộc đầu cuống lá vào. Chúng mình cùng quan sát nhé. À, sau khi buộc xong đầu của cuống lá, cô sẽ dùng sợi dây luồn xuống phần thân của chú trâu nào. Chúng mình cùng lấy sợi dây bên dưới nào. Vậy, đầu chú trâu đã lắc lư rồi đấy. Nghe ọ. Và để chú trâu thêm ngộ nghĩnh và đáng yêu hơn, cô sẽ dùng bút để vẽ mắt cho chú trâu nhé.
chúng mình có thấy chú trâu của cô đáng yêu không nào? Nghé o, nghé o, nghé o. À các con ạ, từ những chiếc lá rất là đơn giản thôi, chúng mình có thể tạo ra được những chú trâu đấy. Đối với những chiếc lá to, chúng mình tạo ra được những chú trâu to. Những chiếc lá nhỏ, chúng mình tạo ra được những chú trâu nhỏ đấy các con ạ. À, ngoài chú trâu được làm từ những lá cây ra thì cũng có rất nhiều con vật xung quanh chúng ta cũng được làm từ chiếc lá cây đấy. Tiếp theo sau đây, cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm một con vật cũng từ chiếc lá cây nhé. Chúng mình cùng lắng nghe và quan sát nào. Chim sâu nho nhỏ, cái mỏ xinh xinh, chăm nhặt chăm tìm, bắt sâu cho lá. Cây yêu chim quá, cây vẫy cây vui, búp nở hoa cười, chào chim sâu đấy. À, chúng mình cùng quan sát xem, cô có một bức tranh, đó là bức tranh có những chú chim sâu này đang đi bắt sâu cho lá, đúng không nào? À, những chú chim này cũng được cô giáo làm từ những chiếc lá đấy. Vậy chúng mình cùng quan sát và xem cô hướng dẫn cô có những chiếc lá gì làm nên những chú chim sâu này nhá. Để làm lên được những chú chim sâu như thế này thì cô đã cần có những lá dừa này. Chúng mình chú ý này, nếu nhà chúng mình không có lá dừa, chúng mình có thể sử dụng những búp cọ non như thế này cũng được nhá. À, trước tiên cô có một búp cọ non như thế này, cô sẽ sử dụng tay tách búp cọ non ra để lấy được phần sống, cái sống đường gân của búp cọ non này. Sau đó cô tách nhẹ, chúng mình trong quá trình tách nhẹ thì chúng mình không được tách mạnh nhá. Nếu mà tách mạnh thì chúng mình sẽ bị rách cái phần búp cọ. Tiếp theo cô sử dụng kéo này cắt hai đầu búp cọ đi này. Chúng mình lưu ý là chúng mình không được cắt ngắn quá, vì nếu cắt ngắn quá thì chúng mình sẽ không gập được, nhớ chưa nào? Tiếp theo này, cô sử dụng tay phải này uốn một đầu dây lên này, sau đó cô đưa búp cọ xuống này, rồi cô đưa lên này, như thế này. À, sau đó cô gập. Cô đã có thân của một chú chim sâu rồi đấy. Chúng mình thấy có đẹp không nào? À, vậy để tiếp theo để tạo ra được đầu chú chim, cô sẽ sử dụng kéo cắt một đường cong nhỏ. Cô sử dụng kéo này cắt một đường cong nhỏ này để tạo lên đầu của chú chim sẻ. À, còn mỏ, chúng mình sẽ cắt một đường cong nhỏ để tạo mỏ cho chú chim nhé. Được phần đầu của chú chim rồi. Vậy để cho phần đuôi được mềm mại, chúng mình hãy cắt lượn một đường chéo nào. À, vậy cô đã có phần thân của chú chim sẻ rồi đấy. Đường sống lá cô sử dụng làm thân. Đây là chiếc chân của chú chim này. Sau đó cô buộc từ đường sống lá lên này. Chúng mình buộc chặt nha. À, đây là phần chân của chú chim này. Cô sẽ sử dụng đường sống lá để cô xiên từ dưới thân của chú chim lên này. Chúng mình dùng kéo để chích một phần này. À, vậy cô đã có một chú chim sẻ rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu rồi phải không các bạn? Sau đó để chú chim được ngộ nghĩnh và đáng yêu hơn, cô sẽ vẽ thêm mắt cho chú chim nhé. À vậy, cô có chú chim sẻ đáng yêu không? Chúng mình có thể chơi với các chú chim này này. À, ngoài ra thì chúng mình cũng có thể làm những bức tranh rất là đẹp phải không? À, các con ạ, từ những chiếc lá cây đơn giản, chúng ta có thể là dưới đôi bàn tay khéo léo, chúng ta có thể làm được những bức tranh đẹp, những con vật từ lá cây. Cô tin rằng những trò chơi hôm nay cô cung cấp cho chúng mình sẽ rất bổ ích và lý thú không nào? Chúng mình có thể làm những trò chơi để chơi cùng ông bà, bố mẹ và anh chị, và cũng có thể tạo ra những bức tranh cùng những người thân yêu xung quanh chúng mình trong thời gian nghỉ này nhé.
để tặng cho những người thân. Và lời cuối cùng cô xin được chào tạm biệt và chúc các bé cùng các bậc phụ huynh một ngày mới thật vui vẻ và bổ ích.